Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay chia sẻ cho các anh chị một cái cách để các anh chị đưa cái bản vẽ nó về tỷ lệ 1:1 thôi. Thì ở đây là tôi có một cái layout như thế này. Tức là cái bảng vẽ này thì bạn tức là khi mà mình dùng cái lệnh distance này. Đây. Mình đo sơ cũng là thấy mấy cái bức tường này nó lẻ lẻ không nào. Thường thì trong kiến trúc chúng ta có là cái tường 10 và tường 20 đó. Hoặc là chúng ta sử dụng cái lệnh distance ta đo cái dim này. Cái dim này là dim 320 nhưng mà ta đo thực tế là nó là 416 thôi nè. Đây. 416 đó. Rồi đo thử cái này xem. Nó hơi bị lẻ lẻ không nè. Hơi bị lẻ lẻ thì điều đó chứng tỏ là nó DL nó đang scale lên. Rồi. Cái này cũng vậy nè. Chung là cái DL nó đang scale. Thì cái này là do cái đối tượng scale lên nè. Scale lớn hơn thôi nè. Đối tượng được scale lên lớn hơn so với kích thước thật của nó. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy lại cái DL, đúng cái DL 1:1 của đối tượng là của cái công trình này. Thế thì cái việc này á, thường thì đối với một số bạn làm bên kinh tế xây dựng với là hoặc là một số bạn mà làm cái mảng gọi là dự toán á, đo bốc khối lượng á, thì khi nhận một cái hồ sơ thiết kế thì hiển nhiên rằng tất cả không phải cái đơn vị tư vấn nào họ làm nó cũng đúng đúng với cái ý của mình thôi nè. Nếu như họ vẽ mà cái tỷ lệ nó 1:1 hết thì chúng ta có thể sử dụng các cái lệnh polyline hoặc là head đồ đó để chúng ta xác định diện tích chu vi ngang đối với những cái cấu kiện nó có hình dáng phức tạp không nào. Ví dụ như những cái mặt bằng này là nó cái hình dạng nhà cải tạo nó rất là phức tạp, nếu mà chúng ta muốn tính cái diện tích sàn để lát gạch đi chẳng hạn hay là cái diện tích trần đi chẳng hạn thì chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng các cái công thức hình học thì nó sẽ rất là mất thời gian. Cho nên nhiều lúc chúng ta sử dụng những cái lệnh trong kép để chúng ta tính được cái diện tích chẳng hạn hay là cái chu vi đó. Thì trong kép nó có những cái lệnh như là polyline, chúng ta sử dụng cái đường polyline đó nè, hoặc là chúng ta cũng có thể hết lại sau đó chúng ta xem cái diện tích hết là bao nhiêu đó. Thì ở đây thì trong cái nội dung ngày hôm nay tôi chỉ cho các anh chị cách để mà các anh chị lấy lại cái tỷ lệ 1:1 đó nè. Ví dụ như cái cột này chúng ta biết là cái tỷ lệ kích thước thật của nó là 500 đó nè, nhưng mà trên cái bản vẽ này này tôi đo nè, tôi thấy nó tới 650. Nếu như mà chúng ta thấy cái tỷ lệ nó sai không nè, chúng ta đi cái tỷ lệ này nè với cái đêm này nè mà nó khác nhau, điều đó chứng tỏ là cái đối tượng này nó đã scale lên hoặc là scale xuống. Ở trong trường hợp này là cái đối tượng được scale lên đó là 650 mà cái này có 500. Giờ cái đối tượng được scale lên bây giờ chúng ta sẽ giảm lại cho nó phù hợp nè. Bây giờ thì trước tiên là bạn lock, thực hiện một cái lock lock luôn cả cái đây. Chúng ta sẽ lock cái mặt bằng này lại nè, sử dụng lệnh block, chúng ta lock cái mặt bằng này lại để cho nó khỏi nhảy mấy kích thước này. Đây. Lock xong bây giờ chúng ta thực hiện là scale này. Scale SC với là scale chọn cái đối tượng này, chọn block luôn đó nè, chọn đi mất kỳ. Lúc nãy là chúng ta là 650 mà 500, tức là chúng ta cái đối tượng nó bị scale lên đó nè, giờ chúng ta phải giảm xuống, tức là 500 kia 650 à. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện, chúng ta đo nè à. Bây giờ cái đối tượng đã có kích thước bằng cái dim đó nè, cái đối tượng có kích thước bằng cái dim, cái đối tượng của chúng ta đang vẽ là 500 à, đúng với ý đồ của chúng ta mà là tôi không biết, tôi không quan tâm. Tức là mình là một người, ví dụ như các bạn là bên kinh tế xây dựng đi, thường CAD sẽ không có rành như những bạn học bên kỹ thuật gọi là kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường hay là kiến trúc sư nữa nè, thì không rành về CAD nên không biết được cái dim nó như thế nào, thì mình đừng có quan tâm cái việc đó. Mình chỉ biết là khi họ dim kích thước thì cái con số kích thước đó là kích thước thật đó nè. Cái con số kích thước đó là ví dụ như ở đây cái cột 500
là 500, ở đây tính là cái cột này nó có kích thước 500, thì chúng ta sử dụng cái là distance để chúng ta đo khoảng cách của đối tượng trên kép xem nó bằng bao nhiêu. Nếu như ở đây nó bằng 500 và cái dim này 500, cái dim của mà cái người họ họ thiết kế họ dim ra họ thực hiện bảo vệ họ dim là 500, điều đó là thống nhất, đó là tức là toàn bộ cái layout này đã chuyển về cái tỷ lệ 1:1, tức là những cái đối tượng này đang thể hiện ở tỷ lệ 1:1, nó là đúng với kích thước thật của nó luôn. Sau khi có đúng kích thước thật thì chúng ta mới tính được cái diện tích đó nè, thì lúc đó tính dùng các cái lệnh trong CAD để chúng ta xác định được những cái thông số kích thước hình học thì nó mới chính xác. Còn nếu mà các anh chị nhào vô, các anh chị dùng các cái lệnh đó là nhiều lúc chúng ta không kiểm tra cái tỷ lệ đó nè, cái tỷ lệ đối trường với tỷ lệ layout, thì cái kết quả mà chúng ta sử dụng nó sẽ bị sai đó. Do cái đó các anh chị phải lưu ý vấn đề này đó. Cái vấn đề này rất là quan trọng, mà các bạn thường thì mấy cái này là mấy bạn mà bên kỹ sư mà đo bóc đối tượng thì đo bóc khối lượng thì sẽ rất là biết được vấn đề này, nhưng mà đối với một số bạn mà làm bên gọi là bên học bên kinh tế xây dựng thì chắc chắn sẽ không có rành và kết, cho nên nhiều lúc là khi mà với những cái mặt bằng phức tạp á, thì lấy cái file mềm ra nhưng mà thấy cái file mềm nhiều cái hồ sơ nó thể hiện đúng với tỷ lệ 1:1 thì cũng dở, nếu mà nó thể hiện cái tỷ lệ khác thì cũng hơi khó xử lý. Với là thì thông qua cái nội dung video này tôi nghĩ các anh chị chỉ cần biết cái cách đó là được rồi. Vậy thì tóm lại chúng ta có bước đầu tiên là chúng ta phải lock lại mặt bằng này lại, lock luôn cả cái dim, với là chứ không là chúng ta scale lên là nó nhảy tùm lum á. Chúng ta lock nguyên cái mặt bằng này lại. Còn nếu mà nó có cái bản vẽ rồi, có cái khung bản vẽ rồi, và lock luôn cái khung bản vẽ luôn, tức là lock nguyên cái layout lại thành một cái block. Sau đó chúng ta sử dụng cái lệnh distance, chúng ta đo kích thước của đối tượng, ví dụ như kích thước mà nó tăng lên thì so với cái dim thì chúng ta scale nó tăng lên, còn nếu mà nó giảm thì scale nó giảm xuống. Đó, thì chúng ta chỉ cần lấy cái kích thước thật này, nếu muốn nó tăng lên thì lấy cái đối tượng mà nó tăng, thì chúng ta lấy cái kích thước thật này, scale là lấy thông số kích thước thật của đối tượng đo trên CAD chia cho cái kích thước ghi trên dim đó nè, ghi trên cái dimension đó nè. Còn nếu mà nó giảm thì chúng ta phải tăng nó lên, tức là chúng ta lấy cái kích thước ghi trên dim để chúng ta chia cho cái kích thước thật là nó tăng lên. Ok, như vậy là cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay kết thúc tại đây nhé. Chúc cho mọi người thành công trong công việc. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha.